thơm lắm Như. Ngon lắm mình. Về luộc xương lại nữa. Mà từ bác ăn tụm đó mà chỗ mà tới bên đây luôn trời. Út ăn cả nhà. Coi. Một chảo hồi nãy đó cả nhà. Từ ăn không. Bạn Út ăn còn nhiều đó. Rồi từ... có chân à. Hả? Từ ăn không. Rồi hả mình ra coi. Ăn rồi dính răng. Em ăn có một chén cơm mà ăn ăn được có hai miếng này hả? Còn nhiều Út ăn không luôn, em ăn rau muốn chết thì nó. Hai miếng nhân mấy? Hai không có nhân. Nhân mấy? Hai không có nhân á cả nhà. Tới giờ này em buông đũa đó mà còn ăn đó. Tất cả nhà mình chứng kiến đó thấy không? Em buông đũa mà còn ăn hoài kìa. Cho mấy điểm Út. Mấy điểm Như? 100 điểm. 100 điểm luôn, ngờ quá đã rồi. Ngon không? Dữ hả? Mềm không? Đó. Bé Như á, em xào mà bé Như còn ăn được luôn á cả nhà. Ai gần giả ăn một rồi hết. Thôi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu anh chị em cô chú nếu thấy kênh em có hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký, một lượt like luôn nha cả nhà. Bây giờ thì xin chào cả nhà, hẹn gặp lại. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay á món ăn mới cả nhà ơi, mình qua lúa rồi ha. Hôm nay mình mua món này nha. Ăn với cơm nha cả nhà. Đấu cả nhà biết món này rồi còn món gì. Đấu cả nhà hôm nay là em làm cái gì nè. Món này em làm gì ăn nè. Đó nguyên liệu của em gồm có nè. Lòng bàn hả? Cơm tàu. Út nó nói ăn gì ăn chứ rau cho thiệt là nhiều. Em mua một bổ rau này cho ông Út ăn luôn nè cả nhà. Nó đòi ăn rau không à. Nó không có ăn á. Không biết ăn gì cái lòng bò. Với ăn rau mà. Giờ là rửa nha. Rửa qua đây rồi mình luộc. Luộc với thớm. Xong rồi chế biến lại nha. Cái chậm tay hết gắn chịu. Nói vườn gì thiệt chứ. Quay cận cảnh vô. Út đang rửa rau. Ủa không lặt đi rồi rửa lại cưng. Nghĩ về con hồi lặt nữa hả? Hồi lặt cái. Đồ củi này mà nấu cơm là ngon hết sảy luôn. Cái dài không? Đang dài luôn. Bữa nay chắc sạch cái nồi cơm quá. Qua lúa nè. Cũng được. Bắt đầu giờ luộc đó cả nhà. Ồ, nấu bàn là mình phải luộc hả? Mình luộc sơ với khóm hả? Luộc chứ với khóm gì nè cho nó mau miệng cả nhà ơi. Sao mà hồi mình mới cái lò này nè cả nhà. Quay quay giùm cận cảnh cái lò coi á caramel. Cái lò này em với Út làm mà chưa có giới thiệu với cả nhà mình giữ dần lửa lên không cả nhà. Công nhận chưa? Lần đầu tiên mà em với Út ra tay á làm cái lò luôn á. Lửa nó hút lên mạnh lắm cả nhà ơi. Không để nắp mà nó sôi dữ dằn không. Đó. Có gì đâu mà khó. Em với Út mà ra tay là cái gì cũng thành công hết. Thành công mấy bản luôn nha. Thành công lắm cả nhà. Ra tay là thành công. Công nhận cái lò thật tình.
đã chắc bữa nào làm cái nữa coi. Nào làm cái nữa. Nào làm thêm cái lọ nữa. Làm thêm cái lọ nha bà. Cái làm cái cái bà làm cái rồi bà không biết cái gì à. Mình không có tiền thì mình ăn cái này đi. Bò mình xào với cần ống. Bây giờ cái chen nó là bò gì, bò gì à, mông cổ hả cả nhà. Bây giờ mình cũng là chen nó cũng bò nhưng mà bò xào càng ống nè cả nhà. Thổi phi lên thơm rồi đó, giờ để bò cho mình xào. Thổi qua thổi vậy để chín. Cái lò công nhận cái lò. Có ai đặt lò thì alo em luôn nha. Cháy quá đã luôn. Rồi cháy quá đã nè ơi. Thu chen mà cái chen của em nó lạ lắm. Cái chen của em nó hơi lạ hơn ta. Rồi mình để sớm vô nha. Em cũng để gia vị xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình xào nha. Cho nó thấm xong rồi nó sắp xuống rồi mình để thành ống luôn nha. Bây giờ là món ăn của em đã xong rồi nè. Đó. Cũng là đun chen á, đun chen mà lạ lắm nha cả nhà. Thơm quá. Ngộ ha, tự nhiên cái lòng bò cái thơm mùi bò. Khớm cái thơm mùi khớm hả? Mời cả nhà ăn với hai chị em của Ngọc Đào nha. Lâu lắm rồi, hôm nay á hoa lúa rồi. Lâu lắm rồi, nay hoa lúa rồi. Lâu lắm rồi mới ăn lòng bò nè. Mời cả nhà nha. Hôm nay qua lúa rồi. Úc. Ăn rau Úc. Sớm cũng là rau Úc. Ăn mới Úc. Ăn Úc. Rau này dễ ăn lắm. Nãy đi quên đem thao sao. Hứng nước giải của cây cà men. Mời cả nhà nha. Nó khóm rồi. Ừ. Mình đéo à. Mày ở nhà ăn với em miếng khóm nữa nè. Ừ. Miếng khóm ngon. Ai có muốn nữa làm nó lòng bò ăn giống như em nè, giống như mình ăn mấy món kia mình ngán rồi đó cả nhà. Đổi qua lòng bò xào thấy không? Mình về mình rửa. Rồi á mình luộc lại. Mình luộc xương với cái phần khóm ở ngoài mình luộc mớ chừng 15-20 phút rồi mình lấy xuống mình rửa lại mình sắc ra rồi mình phi sỏi vàng thơm mình để vô mình phi tỏi vàng á rồi á mình sắc xong mình để vô mình xào săn ha để khóm vô đường mùi ngọt đó cả nhà thì khẩu vị của mỗi người ăn ngọt mặn ha vậy là chế biến là thành công rồi đó rồi xong rồi để thằng ấm vào rồi trộn đều nhắc xuống giống như em nước ngọt rồi trộn đều á nhắc xuống là ăn gì nè ăn miếng bào nè mềm lắm hay nè anh chị em nào mình khó nhai đó mình mua miếng bào thôi nó mềm nó ngon lắm. Mời cái nhà nha. Chỗ của em mua thì ở lòng bàn thân bàn dưới thằng ông á là 1kg 190 đó cả nhà. Cái này là 1kg thôi nha. Mềm dữ lắm, loại này loại ngon, ngon nhất á. Chỗ anh chị thì em không biết, tùy theo
gì ăn gì bé gái cũng ăn được luôn à. Bé gái cũng ăn được luôn, rất là mềm. Tại vì bữa nay ăn tới này cái nó hết đau miệng ta. Ông tới thế này nó hết đau miệng. Nó là miệng ngang vậy. Mấy giờ bữa nay em kéo lên. Nghệ giúp. Lúc làm bát thứ hai cả nhà. Bát thứ hai cả nhà. Lúc nó ăn em ăn không được luôn. Mấy bữa em ăn không được cái chân chị ơi, em đau miệng quá. Đau miệng quá. Giờ ăn cúng món này nó hết đau ngang. Mời cả nhà nè. Ngon quá mà. Sao mày mới rau lắm, rau thủy dọn không? Sớm thì nó chua chua và ngọt. Còn miếng bàn nó rất là mềm. Rau dọn quá rồi. Nó không phải dây. Nó cà nó lăn lăn lên nào. Nóng. Nãy mình quên. Thấy giờ trái đậu gành rồi, tải vô hút. Nóng được không? Nóng quá. Đậu gành trên vàng ngấp rồi. Nó rồi. Quay trái đậu gành không có. Ăn đúng không? Không có ngon cả nhà. Không biết buồn diễn tả. Ăn mà trái cái đất ngon, ngon. Ăn mà giật giật cái đất luôn. Mình ra miếng bàn không quá. Cái nào cũng mềm nữa. Thầy bắt rồi, bắt đúng bài rồi, bắt trúng bài rồi. Không biết thật thật. Hết nước nó con kìa. Kìa. Đâu rồi? Cái này nóng thử ngon rồi. Lên. Hương lên nữa. Nhìn thử nhầm. Nhà ai nữa ra. Nước rồi, thằng trên cũng dưới rồi. Đó, nghĩ mới vậy. Ngậm chén rồi. Thì ngoài ăn thơ kìa. Ngon quá nhờ. Chén thứ ba cái nè. Không đâu. Không có ba chén à. Ngon quá. Sáng nghe từ alo nói bữa nay nấu lòng bàn xào khóm á. Đâu có ăn sáng đâu. Chiều bụng tới giờ này nè. Nhìn tới rồi nè. Alo cái gì? Alo cái gì vậy? Bò mông cổ hả? Bò mông cổ. Bây giờ mình không có bò mông cổ, mình có bò xào khóm. Thấy ăn không? Cái ăn liền. Ăn bò bò rồi nữa, bò mông cổ không ăn liền. Mình muốn khóm đúng không? Nước cái nách. Dạ. Nước cái nách của mình luôn rồi.
xuống cho mình vậy. Miếng gốm nè. Ra ngoài con nghỉ chơi với cha. Thơm không Như? Ngon lắm mình. Về luộc xương lại nữa. Mà từ bác ăn như tụm đó mà chỗ tới bên đây luôn trời. Út ăn cả nhà. Coi. Một chảo hồi nãy đó cả nhà. Từ ăn không? Bạn Út nó ăn còn nhiều đó. Rồi không có chân à. Hả? Từ ăn không? Rồi hả mình ra coi. Ăn còn dính răng. Em ăn có một chén cơm mà ăn được có hai miếng này hả? Còn nhiều Út ăn không luôn, em ăn rau muốn chết thì nó. Hai miếng nhân mấy? Hai không có nhân. Nhân mấy? Hai không có nhân á cả nhà. Tới giờ này em buông đũa nó mà còn ăn đó. Đó cả nhà mình chứng kiến nó theo. Em buông đũa mà còn ăn hoài kìa. Cho mấy điểm Út. Mấy điểm Như? 100 điểm. 100 điểm luôn, ngờ quá đã rồi. Ngon không? Dữ à? Mềm không? Đó. Bé Như á, em xào mà bé Như còn ăn được luôn hết á nha. Ai gần giả ăn ok hết. Thôi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu anh chị em cô chú nếu thấy kênh em có hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký, một lượt like luôn nha cả nhà. Bây giờ thì xin chào cả nhà, hẹn gặp lại nha.